chào mừng tất cả các bạn đến với video tiếp theo của Vlog Cuộc Sống nha. Hôm nay anh em mình sẽ làm tiếp tục làm video bắt cá kiểu đồ quả lạ nha các bạn nhé. Hôm nay anh em mình sẽ bắt cá kiểu anh em mình phải làm thợ lặn nhá. Đây, mình sẽ lặn ở cái đằng sau này các bạn nhìn không? Anh em mình vừa tháo cái miếng nắp này nhé các bạn nhé. Đây, miếng nắp này cho nước nó chảy này các bạn này. Nước chảy rất là mạnh các bạn nhé. Rồi, cuộn cuộn luôn các bạn ạ. Đây nha. Tháo cái nắp này nha các bạn nha. Tí nữa anh em mình sẽ lặn ở đây nha các bạn nha. Hôm nay anh em mình tiếp tục bắt cá kiểu độc và lạ nha. Anh em mình sẽ làm thợ lặn nha. Tí nữa anh em mình phải lấy lưới nha các bạn nha. Lưới mình vây cá vào cái góc kia nha. Xong là anh em mình lặn, mình dùng súng tự chế nha các bạn nha. Xong là mình sẽ bắn cá ở dưới nước nha các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm video lặn cá cho các bạn xem nha. Đây, hai anh em mình kia, hai thằng em mình kia. Đây nha, tí nữa anh em mình sẽ lặn xuống nha các bạn nha. Đây, bây giờ mình gạn nước cho nó bớt nước đi nha các bạn nha. Không, ở đây rất là sâu các bạn ạ. Đằng trước này nước rất là sâu luôn. Đây nha, mình quay xung quanh cho các bạn nha. Đây là cái đập người ta lấy nước vào ruộng nha các bạn nha. Đây, nước vào ruộng đi ra kia nha các bạn nha. Đồ nghề của anh em mình để kia nha các bạn nha. Chuẩn bị đầy đủ, hai thằng em mình đang đứng ở trên kia xem nha. Xem cá nha các bạn nha. Đấy, anh em hình như nó thấy cá nổi rồi sao, nó đang chỉ các bạn này, đang chỉ tay nhá. Đây các bạn xem video mình nhá. Hôm nay mình tiếp tục làm video bắt cá kiểu độc và lạ nhá. Anh em mình hôm nay sẽ làm thợ lặn nhá. Anh em mình phải lặn xuống sâu nhá. Nước ở đây nó phải ngập đầu các bạn ạ. Nước đằng trước mình nó phải, hiện tại bây giờ xuống là phải ngập đầu, nhưng mà anh em mình gạn bớt thì chắc là nó phải sâu phải hơn mét nước anh em mình mới lặn được nhá các bạn nhá. Các bạn thấy video mình hay thì nhớ cho mình một lượt like, chia sẻ nhé các bạn nhé. Đăng ký kênh nhé, ủng hộ kênh của mình nhé. Để kênh của mình càng ngày càng phát triển, để làm ra những video hay hơn để tất cả các bạn cùng xem với mình nhé. Đây nha, thằng em mình nó thả một miếng lưới nhé các bạn nhé. Tấm lưới nhé. Đây nha. Đây này, lại tiếp tục thả tấm lưới dài nhé các bạn nhé. Anh em mình sẽ quay nó vào cái chỗ điểm có nhiều rác này nhé các bạn nhé. Mình sẽ quay vào cái điểm nhiều rác này nhá. Anh em mình sẽ lặn xuống là mình bắn ở chỗ này nhá các bạn nhá. Đây nha. Thả lưới trên rồi nhá các bạn nhá. Chặn lưới trên rồi nhá. Đây anh em mình thả lưới xong nhá các bạn nhá. Alo. Chắc biết này, sao này? Đây ông lười thì như đã ở nhà rồi, nhưng mà về mà tối nó đéo ăn rồi. Không bán được ấy. Nhà ông Luyện nó bắt ông bắt được một con, bây giờ ông cũng thả nhà ấy, con nuôi cũng bán được. Bây giờ kiểu bọn nó cấm, nó đéo sang tàu, nó đéo ăn sao. Nó ở đâu, con rắn gì đâu? Ở bờ suối á. Để em biết ông Luyện xem ở đấy, xem tí ông ở nhà ông báo vào xem. Bắt mà về thịt á. Ôi. Thế cứ đứng yên này nhá. Cái bà bú ở dưới trong kiến thì ở chỗ trên bán được đâu, cho nó học. Ô, nó sẽ bái cái tìm ấy mà chẳng qua. Em đang đánh cá không em vào. Vào đập người thì để em đi luyện xem nhá. Kia nhá, các bạn nhá, thằng em mình nó lặn xuống xem trước nhá. Rồi, thở lặn được các bạn được. Đâu ấy? Thằng em nó đang thăm dò trước nha các bạn nha. Tưởng là ở nhà ông Tám bảo ông thấy con hổ mang to lắm, 4-5 cân ở chỗ ngay chỗ bãi nhà bà Đức dưới đường ấy. Ông Tám bảo là to lắm, bảo là phải bằng bắp chân đấy. Toàn cũng ở nhà tôi cũng đi đánh cá, đang đi đánh cá vừa mà đi đánh cá. Bán được mà, bây giờ vẫn bán được mà. Bán khó. Nó đang đẩy lưới vào, lặn thế. Đây nha, thằng em mình nó lặn được rất là lâu nha các bạn nha. Bấm đồng hồ xem được bao nhiêu nào. Đây nha, bắt đầu lặn nha các bạn nha. Xem nó được bao nhiêu lâu nó lên nha. Không đéo ở nhà đâu, đi đường hói rồi. Chắc khoảng 40 giây các bạn ạ. Khoảng 1 phút. Đây nha, đến thợ lặn thứ hai nha các bạn nha.
Đây còn một thợ lặn nữa này các bạn này. Hôm nay mình chỉ là phụ họa nhé các bạn nhé. Mình xuống thì bắt hết ngay. Đây này, đấy nước sâu bằng thằng đấy, thằng em nó đưa cao thế mà nó đứng bằng vai nhá, gần bằng vai nhá các bạn nhá. Nước sâu bằng vai. Chỗ kia nông đấy nhỉ? Đây nha, thằng em mình nó lặn nó ép lưới nhá các bạn nhá. Ép lưới vào sát cái điểm nhiều rác kia nhá. Đây thợ lặn kia bắt đầu xuống nha các bạn nha. Lâu để anh lặn xuống dưới nha các bạn nha. Đang đi ép lưới vào dần nha. Đây hai bác đang lặn xuống đây các bạn này. Đây anh đã lên kia nha. Lặn được rất là lâu các bạn ạ. Ở cho nó trùng trùng thì mình làm hai khúc. Là hai khúc. Đuôi xuống tao. Tao có một con to lắm. Xuống à? Tao phải lạ. Tao cũng xuống đấy thế. Thấy không? Đấy, từ từ đừng đừng khôi chưa. Đấy đây, nó khởi xuống kia đấy. Một cân, tao phải lạ. Một cân, tao phải lạ. Thế thì quá con. Mấy con? Chéo thủng rồi. Bắn rồi các bạn ạ. Bắn được các bạn ạ. Cá gì đây? Hả? Bắn vào mang đi la. Đấy nha, đã bắn được các bạn ạ. Nhưng mà không được nha các bạn nha, đã bị trượt nha. Vướng cái cành cây. Nói chung là ông bắn hơi kém cho nên là không trúng rồi các bạn ạ. Được rồi. Đều có con chép rồi các bạn ạ. Đều có con chép rồi nha. Đây anh bắn được một con chép rồi các bạn nha. Đây được một con chép nha các bạn nha. Đây các bạn này. Con chép khá là to nha các bạn nha. Ở đây. Đây nha các bạn nha. Con chép khá là to nha. Đây nha các bạn nha. Chết rồi các bạn ạ. Con này thì khoảng 2 lạng các bạn nhé. Còn 1 cân đâu, 1 cân. Khi đục lắm, có gì. Thằng trên, thằng dưới sẽ đục. Đục lâu luôn. Gần nhau lắm đấy. Nào vào chưa? Đấy cây này mới đây chắc nhớ ra được rồi. Để trong trong nhé, tiết ạ. Ôi cá to thôi. Ôi vào con to rồi. Lấy được rồi. To lắm các bạn ạ. Ơi, để quay nhá các bạn nhá. Quá là to luôn các bạn ạ. To bằng cái đầu của ông đang bắn kia nhá các bạn nhá. Ơi. Ý, cá to đấy. Đây cá to, to các bạn ạ. Vào lưới nha các bạn ạ. Đây mà sách cả hẳn mang sang đây được cả sự. Không, có con tím. Con này chắc phải có 8 lạng đấy. Con tím to lắm. Con tím to hơn à? Đây nha con này nha. Đây này, con này nó bắn hết đằng này này. Chéo thủng này. To lắm các bạn ạ. Đâu đầu để xem nào. Đây quay lấy cả khẩu súng thân mượn. Nhưng mà để nó trong trong như thế nhỉ? Đừng cầm một cái gáy súng tao. Gáy nào được. Đừng cầm vào những cái chỗ này nha, gáy súng. Không được gáy. Đây nha các bạn nha. Súng tự chế của anh em mình đây nha. Các bạn này. Đây nha, nó lao ra đây nhưng mà đây nó có cái bóc này các bạn này.
chỉ vào được thôi chứ không ra được nhá, ra đây nó vướng cái móc này các bạn này. Đây nha. Ra nó vướng cái móc. Lâu lắm rồi không được khai hỏa phát. Đây nha. Cả tổ lắm các bạn ạ. Ôi, ui giời. Rất nhiều đồ nghề. Đây. Được rồi anh nhỉ? Được rồi. Rất là to các bạn ạ. Giống vào đồ nhá. Thế nhá các bạn nhá. Anh em mình lặn này được 1 2 3 4 5 6 con nhá. Con to này nó phải trên cân nhá, trên 1 kg nhá các bạn nhá. Đây. Chỗ này được khoảng 3 cân không? Chắc không được nhỉ. Khoảng đấy khoảng 3 cân không? Được. Thế nhá các bạn nhá. Đây là thành quả của mấy anh em đây nhá.